10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố Cần Thơ sang thị trường Mỹ gần 148 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, thủy hải sản, nông sản và nông sản chế biến, may mặc, thủ công mỹ nghệ, thép và các sản phẩm từ sắt thép. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu là hơn 1 triệu 600 000 đô la Mỹ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dược, nông dược, thú thú y, hiện trên địa bàn thành phố có 3 dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ Mỹ là dự án thiết kế chế tạo máy phục vụ sản xuất công nông nghiệp, dự án chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Kakri Việt Nam tại Cần Thơ, sản xuất thức ăn gia súc và dự án xuất khẩu dầu động thực vật 20.000 MT. Tổng vốn đầu tư đăng ký 3 dự án hơn 9 700 000 đô la Mỹ.